Ok, mến chào các bạn thân yêu của Kim in Texas. Bữa nay mình sẽ đi Petland nhưng mà địa điểm khác nha, ở thành phố Webster. Ok các bạn thân yêu của Kim in Texas, bữa nay mình đi tìm hiểu giá trị của một chú chó France, tức là nước Pháp, Bulldog nha các bạn. Tức là con France Bulldog á, thì nó nhỏ hơn con Bulldog của nước Anh nha. Bữa nay mình tìm hiểu về France Bulldog, giá trị của nó ở Mỹ như thế nào. Thì các bạn thấy á, chú cún France Bulldog này á là con chó đực. Các bạn nhớ nha, con chó đực mà giá trị của nó ở Mỹ các bạn đoán thử bao nhiêu? 11.000 đô các bạn. Đúng rồi đó, mình không có quăng lựu đạn đâu. 11.000 đô là con chó đực. Mà nếu con chó này á, các anh nhân viên ấy nói, nếu mà là con chó cái á, nó là 15.000 đô các bạn, 15.000 đô. Các bạn dịch sang hoặc là chuyển đổi sang tiền Việt Nam về bao nhiêu tiền. Nhưng mà đây là cái giá của Petland các bạn, tức là siêu thị chó mà lúc trước mình có dẫn các bạn đi rồi đó. Còn ở ngoài lai tạo thì mình nghĩ nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng đi tìm những cái chỗ giống như gia đình hoặc là những cái trại chó họ lai tạo, rồi mình sẽ so sánh giá của những cái em cún. Nhưng mà nói chung chung là siêu thị chó là bán rất là mắc. Nếu là mình thì mình sẽ không mua ở đây đâu, mình coi cho vui thôi chứ mình sẽ không mua. Các bạn thấy không? Và cái em cún này sợ độ cao. Khi mà mình bỏ trên em nó rung rung, mình cũng hồi hộp, mình sợ nó rớt các bạn. Nó mà rớt là mình ở đây mình phải chùi rửa, lao công cho nó đúng 11.000 luôn á. 11.000 đô là chắc cũng phải cả năm đó. Đó, giờ mình bỏ nó xuống đất rồi các bạn thấy không? Các bạn đánh giá chú cún này như thế nào? Thấy là tai to lắm mà có vẻ nhút nhát các bạn ha. Không phải nhút nhát, mình dùng cái từ cũng hơi sai. Có vẻ e thẹn nè. Nhìn nó lạ các bạn ha. Vẻ đẹp rất là lạ. Đây là bé France Bulldog. Được. E thẹn kìa, thương kìa. Trong nhóm mình có ai là fan của France Bulldog thì điểm danh nha. Rồi ai đã từng có kinh nghiệm nuôi France Bulldog thì đánh giá ở dưới cho mình biết luôn. Và mình có hỏi nhân viên ở đây á, họ nói là cái giống France Bulldog này nó mắc không nha các bạn. Thậm chí nó còn mắc hơn cả những con English Bulldog luôn, tùy màu sắc, tùy con. Và họ nói lý do nó mắc là mỗi khi mà nó sinh nở thì nó cỡ tầm 1 đến 2 con. Và mỗi lần mà nó sinh nở các bạn, người ta phải biện pháp gọi là nhờ bác sĩ á, giải phẫu để mà lấy em bé ra. Cực quá ha. Cho nên những cái giống chó này là dành cho những người phải có tiền nhiều nha các bạn. Nếu mà mình mà có tiền ít là phải cực kỳ đam mê á. Rồi các bạn để ý là cái những cái dòng Bulldog này thì cái ngõ của các bé nó hơi ngắn các bạn thấy không? Cho nên chính vì thế mà nó không chịu được nóng nha các bạn. Chính vì thế mà sẽ rất dễ bị sốc nhiệt. Nếu mà mình nhập những cái em bé này mà về Việt Nam, mà nhất là mùa hè mà đường xa là không ổn nha. Thì cái anh này anh có nói sơ sơ về, anh nói là cái chỗ Petland này á, hay là Petland chung thì chó của họ rất là chất lượng. Và họ không có lai tạo gọi là đồng huyết hay là gọi là đào tạo lai tạo theo số lượng, mà chú trọng về chất lượng. Thì dĩ nhiên thì buôn bán thì ai nói nhiều trái được, nhưng mà cái đó mình phải kiểm chứng. Các bạn thấy không? Còn phía xa là các bạn thấy cái em Bulldog không? Đó thì anh cũng chỉ cho mình những cái trang trại mà của cái Petland họ lai tạo trên TV luôn á. Đó, quay lại các bạn thấy không, em Bulldog á, đó là thấy nó bự hơn em France Bulldog này không. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ Kim in Texas.